thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời 22 câu hỏi của Đào Tú Lan ở tỉnh Hà Giang và 29 câu hỏi của Nguyễn Thị Bích Thủy ở thành phố Vũng Tàu. Tổng cộng là 51 câu hỏi và câu trả lời như sau. Cháu xin chào bác nhân. Cháu là Đào Tú Lan, là Phật tử của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Hiện nay, cháu đang ở ngoài Bắc thuộc tỉnh Hà Giang. Trước tiên, cháu chúc bác luôn mạnh khỏe bình an làm ngọn đuốc sáng cho chúng cháu nương dựa sao cháu xin hỏi bác 22 câu hỏi xin bác giải đáp cho chúng cháu được rõ thông chúng cháu cảm ơn bác nhiều bác Nguyễn Nhân trả lời cảm ơn cháu đã chúc bác mạnh khỏe và bình an cháu đặt câu hỏi đi Câu hỏi 1 của Đạo Tú Lan tỉnh Hà Giang Người có công đức thì mới có lực rơi phải không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 1 Công đức không có rơi Mà công đức do tánh Phật mang đi về Phật giới Chứ không phải rơi Người có công đức vô lượng Được vị thần quản lý giao cho ban nghi lễ Thần, thánh, tiên hành lễ tiễn về phật giới do vị kim thân phật từ phật giới phân thân vào trái đất rước về người có công đức vừa và ít thì được vị thần quản lý cũng giao cho ban nghi lễ thần thánh tiên chỉ dặn dò đường về phật giới thôi do một vị kim thân phật từ phật giới phân thân vào tầng bình lưu trái đất, làm hoa tiêu rước về. Câu hỏi 2 của Đào Tú Lan Khi rơi dọc là sao, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 2 Trung ấm thân bay ra ngoài trái đất, chứ không phải rơi dọc. Rơi dọc là còn đi theo luân hồi ở trái đất này, để làm quá báo, hay đầu thai con này con kia còn rơi ra ngoài trái đất, đến các bầu hoàng đạo khác của tam giới, gọi là đi hưởng Phước Đức Dương. Còn vào lòng đất, gọi là xuống các tầng địa ngục hay quả ngục, cũng gọi là hầm lửa lớn mà Đức Phật dạy trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Câu hỏi ba của Đào Tú Lan vậy rơi xuống bao nhiêu km ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 3. Ra ngoài trái đất 5 km là ra khỏi các vị thánh lăng thang dụ mình ở lại trái đất. Ra ngoài 10 km là ra khỏi các vị thần quản lý. Hóa tiêu của một vị Phật xuất hiện từ tầng Bình Lưu. Khi Trung ấm thân ra khỏi 10 km cách mặt đất, đây là quy định của ban thần thánh tiên quản lý trái đất này. Câu hỏi 4 của Đào Tú Lan Khi rơi, liệu có bị rơi vào dùng thần thánh quản lý không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 4 Chị thần quản lý thả ra nếu mình có công đức thì vị thần thả trung ấm thân của mình bay ra ngoài trái đất theo qua tiêu của chị Phật Ngự ở tầng bình lưu trái đất hướng dẫn trung ấm thân vào trung tâm vận hành luân hồi của tam giới để trở về phật giới. Còn các vị thập loại thánh dụ mình ở lại trái đất để đi vui chơi theo nhân quả luân hồi khi trung ấm thân còn đang trong vòng 5 km cắt mặt đất. Câu hỏi 5 của Đào Tú Lan trong phim bồ đề đạt ma sư tổ khi truyền y bác cho tổ huệ khả ngài có dặn câu kinh lăng già là yếu tố cao của phật tổ có thể dùng để khai ngộ thế nhân con chưa hiểu câu này kính mong thầy giải rõ cho con được rõ thông ạ à. bác nguyễn nhân trả lời câu năm kinh lăng già là bộ kinh đức phật dạy nhìn núi lăng già thấy trăng lên đỉnh núi lăn già nhìn thấy mặt trăng bằng tánh thấy của tánh phật thì mình giác ngộ được bằng tánh thấy tánh phật của chính mình giống như đức phật bảo mọi người nhìn cành hoa sen để ngộ bằng tánh phật của mình vậy trong kinh pháp hoa gọi là ngộ nhập phật tri kiến câu hỏi sáu của đào tú lan Số 49 ngày Đức Phật ngồi tu khổ hạnh và số 49 năm Đức Phật dạy đạo có mối tương quan gì không ạ? À? Bác Nguyễn Ngân trả lời câu 6. Con số 49 này, Đức Phật sử dụng hai con số 7 nhân cho nhau ra 49. Đây là thuộc của Đức Phật dạy đạo. Như Đức Phật ngồi thiền 49 ngày thành đạo. Đức Phật dạy đạo 49 năm để hoàn thành 6 pháp môn tu. Như Đức Phật ngồi thiền 49 ngày dưới gốc cây Bồ đề. Khi sông mai vừa mọc lên, Đức Phật tuyên bố: "Ta đã thành đạo." Như Đức Phật ngồi dạy đạo 49 năm, gồm 15 năm đầu Đức Phật dạy pháp môn tiểu thừa, ngồi thiền có 37 pháp quán và tưởng Ngồi thiền được lâu gọi là thiền sư ngồi thiền. Ngồi thiền đạt được một trong 37 pháp quán và tưởng. Thành công gì được danh là thiền sư pháp môn đó. 15 năm kế tiếp, Đức Phật dạy pháp môn trung thừa, Đức Phật dạy lý luận. Vị nào lý luận giỏi, được Đức Phật ấn chứng cho làm thầy triết lý, lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Được phép hành nghề triết lý này gọi là giảng sư triết lý, lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Được phép nhận tiền của bá tánh cúng dường nhưng đủ ăn thôi. 15 năm kế tiếp nữa, Đức Phật dạy pháp môn đại thừa. Đức Phật dạy ngồi suy tư hữu dụng vật chất hiểu được hữu dụng vật chất được phép bán hữu dụng vật chất này nhưng cũng đủ ăn thôi được danh là kỹ sư đạo phật bốn năm sau cùng đức phật dạy pháp môn giải thoát bị các môn đồ của đức phật chửi cho là đạo tà cho là đạo của ma vương cho là đạo của người bị bệnh tâm thần quan tưởng nên Đức Phật không dạy pháp môn giải thoát này Vì vậy Đức Phật phải dạy hai pháp môn khác Để đáp ứng cho hai dạng môn đồ sau đây Một Dạy cho môn đồ thật giàu tu Gọi là pháp môn tịnh độ tông Tu pháp môn này phải làm phước cho thật nhiều Để sau khi chết Được vãng sanh lên nước trời cực lạc Hưởng sung sướng tột cùng hai dạy cho môn đồ hành nghề thầy thuốc tu gọi là pháp môn mật chú tông để chữa bệnh vong nhập sát, ra ngoài xác kết quả 90% còn bệnh vi trùng ăn thân người thì các thầy không trị được con số 49 này Đức Phật lấy để dụng công tu và dạy đạo là vậy đó Câu hỏi 7 của Đào Tú Lan: Tuổi thọ ở trên cõi A Di Đà là con số 10.000 năm và con số cứ mỗi 10.000 năm có một đức Phật ra đời để giáo hóa chúng sanh, hay con số 10.000 năm này có mối tương quan gì với nhau không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 7. Cõi A Di Đà là nơi trú ngụ dành cho hai dạng người. Dạng một nhìn cho các nhà khoa học có những kiến thức siêu cao thích làm phước thiện sau khi chết vãng sanh lên nước của đức Phật A Di Đà sống đúng 10.000 năm trở lại trái đất để tiếp tục sử dụng kiến thức khoa học vật lý của mình giúp cho người văn minh hưởng thụ dạng 2 dành cho các nhà tỷ phú làm phước thiện vô lượng sau khi chết vãng sanh lên nước của đức Phật A Di Đà sống đúng 10.000 năm trở lại trái đất làm giàu tiếp. Câu hỏi 8 của Đào Tú Lan Làm sao biết được người chết họ đã đi luân hồi ở đâu ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 8 Cháu hãy xem công thức của người trở về Phật giới hay đi luân hồi ở đâu như sau Khi người sắp tắt thở Cháu lấy tay rờ vào những nơi trong cơ thể của người sắp ngừng thở này thì biết họ sẽ đi về đâu gồm một trên đỉnh đầu nóng gọi là đảnh giải thoát trở về phật giới hai mặt mắt nóng xanh thiên vãng xanh lên cõi trời hai nước cực lạc ba tim nóng trở lại làm người bốn ngực nóng được làm loài thần năm bụng nóng làm loài ngạ quỷ sáu đầu gối nóng làm loài xuất sinh bảy bàn chân nóng làm loài địa ngục ngoài ra bệnh nằm lâu năm làm loài hoa báo sắp chết thân đen xuống địa ngục sắp chết thân co ro xuống quả ngục Lưu ý, ba dạng này mà vào Ban Thập loại Thánh thì mặt tươi, không có ba trường hợp như trên. Câu hỏi chính của Đào Tú Lan Nếu họ chưa đi Luân Hồi thì người nhà muốn dùng tiền và tài sản của họ để lại để tạo công đức giúp họ tăng tần số lên thì làm thế nào để biết họ có thích không và nhận được không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu chính Phần này nếu người này khi còn sống mà họ đồng ý thì mới có hiệu quả. Còn họ không thích, hay không biết gì về thiền tông thì không nên làm, vô ích. Câu hỏi 10 của Đào Tú Lan: Thưa bác, trong một buổi giải đáp, con nghe bác dạy chúng cháu là làm gì cũng phải có bí kíp. Vậy bí kíp để trở về Phật giới là như thế nào ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời Bí kiếp Là những tuyệt mật của Đạo Phật Tiền Tông Gồm có Một Đức Phật là ai Dạy Đạo Phật là dạy gì ở trái đất này Hai Tại sao Đức Phật dạy đến Sáu phố môn tu Để làm gì Ba Tại sao Pháp môn thứ sáu Đức Phật không dạy vào thời kỳ độ đồng 4. Đạo Phật tổ chức như thế nào mà các người tu theo đạo Phật mỗi người tổ chức một kiểu không thống nhất. 5. Nhân dân ai ai cũng biết đạo Phật có tinh hoa, sao các thầy tu theo đạo Phật lại không biết? 6. Đức Phật đã dạy trong kinh Như Lai đã thành Phật từ nhiều đời trước Cớ sao Ngài ngồi dưới gốc cây bồ đề Tuyên bố ta thành đạo 7. Đức Phật dạy đạo Thầy tu là phải giống nhau Cớ sao các thầy tu không giống nhau 8. Sau cùng Đạo Phật dạy giác ngộ và giải thoát Cớ sao không thầy nào dạy Vân vân Những gì mà các thầy tu không hiểu chính là bí kiếp đạo Phật thiền tông đó. Câu hỏi 11 của Đào Tú Lan và cũng trong một buổi giải đáp khác, Bác cũng dạy chúng cháu là công đức ít phải có cái thuật để về. Vậy cái thuật và bí kiếp là một phải không bác? Nếu khác nhau thì khác nhau như thế nào? Chính xin bác giải đáp cho chúng cháu được rõ không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 11. Công đức ít sử dụng thuật là la lên tiếng buông lớn, không phải là bí kíp. Những gì đã cho công bố ra rồi, không phải là bí kíp. Bí kíp là những gì chưa công bố ra, gọi là bí kíp. Bí kíp là những gì tất cả loài người không gì nào biết được, gọi là bí kíp. Câu hỏi 12 của Đào Tú Lan Trong một buổi giải đáp, con nghe bác dạy là Người có công đức và phước đức, quỷ thần sợ lắm Thưa bác, người có công đức thì công đức quỷ thần kinh Vậy có phước đức, quỷ thần cũng sợ sao? Xin bác dạy chúng cháu được rõ thông ạ à. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 12 Cháu phải hiểu căn bản như thế này công đức là thứ vật tư để đem về Phật giới, định hình ra ngôi nhà Pháp thân tinh tịnh và kim thân Phật. Người nào tạo được công đức thì chắc chắn được trở về Phật giới. Người đã trở về Phật giới thì quỷ thần rất nể, gọi là quỷ thần kinh sợ là vậy. Còn Phước Đức Dương là thứ vật tư để đem lên các cõi trời trong tam giới này hai nước cực lạc sử dụng còn trong quy luật nhân quả luân hồi quỷ thần rất vui còn phước đức âm là thứ vật tư để làm người giàu sang ở trái đất này quỷ thần rất mừng còn ác đức là thứ vật tư để con người trả nhân quả quỷ thần càng mừng hơn còn siêu ác đức thần không muốn mà do lời quỷ suối để con người không còn mơ mộng tạo công đức trở về Phật giới nữa. Câu hỏi 13 của Đào Tú Lan Công đức mà tự mình bôi đen và bị ông Thánh bôi đen có được đi ra trung tâm vận hành luân hồi để được mã quá không ạ? À? Xin bác dạy chúng cháu ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 13. Công đức là do vị thần quản lý bôi đen Để cho người có công đức sinh hoạt bình thường ở trái đất này Chứ không phải là thánh bôi đen Khi con người chết mà có công đức sáng Thì vị thần mới thả mình ra cho trở về Phật giới Bàn giao cho ban nghi lễ Hành lễ tiễn hay dặn dò đường trở về Phật giới Ban thần thánh tiên tiễn nếu trung ấm thân có công đức vô lượng Được vị thật từ Phật giới phân thân vào chứng kiến Và rước về Phật giới Còn công đức vừa hay ít Thì ban thần thánh tiên Chỉ dặn dò đường trở về Phật giới mà thôi Do một vị kim thân Phật Từ Phật giới phân thân vào ngự ở tầng mình lưu trái đất làm hoa tiêu rước trở về Phật giới. Khi trung ấm thân vào trung tâm vận hành luân hồi thì những công đức bị bôi đen mới mã quá hết được. Câu hỏi 14 của Đào Tú Lan qua các buổi giải đáp của thầy về Phật tánh và qua tiêu thì con hiểu như sau. Thầy xem giúp con có đúng như vậy không ạ? À? Nếu có sai xin thầy sửa giúp con vì điều này rất quan trọng đối với con và các bạn đồng theo pháp môn thiền tông ạ, à. con hiểu các điều như sau: hoa tiêu chính là hào quang công đức của một vị phật. khi trong trung ấm thân của mình không còn tánh thần thánh nữa, thì lúc này công đức mình phát sáng, tức mình đang ở tần số của điện từ quang, thì lúc này hoa tiêu phật mới xuất hiện. Nói chính xác là qua tiêu Phật chính là Phật mình Vì vậy nên khi mình đi thì qua tiêu đi Mình dừng thì qua tiêu dừng là vậy Vì qua tiêu chính là Phật trong mình Thưa có phải vậy không? Thưa Thầy Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 14 Cháu hiểu vậy là sai Hoa tiêu là hào quang của vị Phật Phật ngự ở tầng bình lưu trái đất. Phật sử dụng hào quang của Phật làm hoa tiêu để dẫn trung ấm thân của mình theo hoa tiêu trở về Phật giới. Khi trung ấm thân của mình được chỉ thần quản lý thả ra để được trở về Phật giới thì thần quản lý bàn giao cho ban thần thánh tiên thực hiện nghi lễ và có hai phần. Phần 1. Trung ấm thân nào có công đức vô lượng thì ban nghi lễ thần thánh tiên thực hiện nghi lễ tiễn về phật giới có vị kim thân phật từ phật giới phân thân đến dự phần hai nếu trung ấm thân nào có công đức vừa và ít thì ban nghi lễ thần thánh tiên chỉ dặn dò đường về phật giới mà thôi khi trung ấm thân dự được ban nghi lễ hành lễ xong thả trung ấm thân ra chung ấm thân vừa ra khỏi nơi ban nghi lễ thần thánh tiên nếu có vị phật dẫn đi thì thập đội thánh không dám lại gần vì sao vì kim thân phật là ánh sáng điện tự quan nên thập đội thánh cũng không dám đến gần câu hỏi 15 của đào tú lan vị phật này chính là tánh phật của mình phải không bác nguyễn nhân trả lời câu 15 Vị Phật là một kim thân Phật sống ở Phật giới. Còn tánh Phật chỉ là một vi tử sáng thôi, từ Phật giới vào trái đất mượn thân và tánh người tạo công đức. Khi tạo được công đức mang về Phật giới mới thành Phật được. Câu hỏi 16 của Đào Tú Lan: Tánh Phật có công đức Đồng nghĩa là tánh người đã sống được với cái nhân điện từ quan phải không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 16 Tánh Phật có công đức mang trở về Phật giới Để định hình ra ngôi nhà Pháp thân tinh tịnh và kim thân Phật Chứ không phải cái nhân điện từ quan Câu hỏi 17 của Đào Tú Lan Nhờ cái nhân này mà điện từ quang ở tầng Bình Lưu mới hút về, gọi là Phật thâu tánh về. Như trong kinh điển Phật gia đã nói, phải không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 17. Kim Thân Phật ở Phật giới phân thân vào tầng Bình Lưu của trái đất. Ở tầng Bình Lưu là nơi vị Kim Thân Phật ngự để làm hoa tiêu rước tánh Phật và khối công đức trở về Phật giới. Mà trong bài kinh tiễn Phật gia trở về Phật giới, gọi là Phật thâu tánh Phật về. Câu hỏi 18 của Đào Tú Lan Tánh Phật vào đây tìm công đức để hình thành pháp thân, phải không? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 18 Không phải Tánh Phật vào trái đất xin làm con cha mẹ mượn thân và tánh người tạo công đức để mang về phật giới được điện từ quan trong phật giới chiếu vào khối công đức này định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này mới sản sinh ra một kim thân phật tánh phật ẩn vào kim thân phật này gọi là thành phật muốn đi đâu thì đi khắp trong càng khôn vũ trụ cũng được Hay phân thân vào trái đất cũng được Như vậy mới gọi là vị toàn năng toàn giác Mà người trái đất gọi là Phật Câu hỏi 19 của Đào Tú Lan Tánh Phật có đặc tính là không đối đại, không ô nhiễm, vô trụ, phải vậy không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 19 Tánh Phật gọi là tánh chân Như, cấu tạo bằng điện tử quang, không gọi là gì cả, thậm chí không tên nữa. Nhưng vì muốn nói cho loài người biết nên tạm thời dùng danh từ là tánh Phật như vậy thôi. Câu hỏi 20 của Đào Tú Lan. Phật giới là một quá trình chuyển hóa thành Như Lai tạng, có đúng vậy không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 20. Phật giới là nơi chư Phật sống, chứ không phải chuyển quá như lai tàng Như lai tàng là cái kho chứa nghiệp, nằm ở trong trung ấm thân. Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ ấm dương. Khi trung ấm thân vào trung tâm vận hành luân hồi, điện từ ấm dương này được khúc trở lại trái đất để hòa giới điện từ âm dương của trái đất, làm nhiệm vụ khác. Như lai tạng trong trung bấm thân này không còn và mất luôn. Câu hỏi 21 của Đào Tú Lan Như lai tạng là tạng chứa như lai, là không đến không đi, là pháp thân thanh tịnh của chính mình, có phải không ạ? À? Thưa bác, cháu hiểu các điều như trên có đúng không thưa bác? Bác Nguyễn Ngân trả lời câu hỏi 21 Cháu hỏi vậy hoàn toàn sai Như lai tàng là cái kho chứa nghiệp lành và nghiệp dữ, Nghiệp thiện và nghiệp ác Nghiệp này là ở thế giới nhân quả của trái đất Còn hấp thân thanh tịnh Là cái nhà thanh tịnh để kiêm thân Phật ngự Ở Phật giới Câu hỏi 22 của Đào Tú Lan nhưng cuối cùng cũng vẫn phải mở con mắt trung ấm thân để nhìn thấy qua tiêu dẫn đường về. Vào trung tâm vận hành thì Phật nhãn mình mới mở ra đúng không ạ? À? Trên đây là 22 câu hỏi của cháu. Xin bác giải đáp cho chúng cháu được rõ thông. Xin kính cảm ơn bác nhiều ạ. À? Phật tử Thiền Tông Đào Tú Lan Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 22 Cháu hỏi vậy cũng hoàn toàn sai Muốn nhìn thấy hoa tiêu Là con mắt của trung ấm thân Phải mở ra Thì mới nhìn thấy hoa tiêu của vị Phật Dẫn đường về Phật giới được Trước khi về Phật giới Thì phải vào trung tâm vận hành luân hồi Mới trở về Phật giới được Trung ấm thân là điện từ ấm dương Trở lại trái đất Thì Phật nhãn mới mở ra Bác Nhân cảm ơn cháu đã đặt câu hỏi Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân Tiếp theo là 29 câu hỏi của Nguyễn Thị Bích Thủy Cư ngụ tại thành phố Vũng Tàu, Cháu kính chào bác Nguyễn Nhân. Cháu tên là Nguyễn Thị Bích Thủy, hiện đang cư ngụ tại thành phố Vũng Tàu. Cháu có 29 câu hỏi xin hỏi bác, mong bác trả lời cháu. Cháu xin cảm ơn bác nhiều. Bác Nguyễn Nhân nói. Cảm ơn cháu. Mời cháu Nguyễn Thị Bích Thủy hỏi. Câu hỏi 1 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy ở thành phố Vũng Tàu cháu biết rằng Pháp môn Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam chính là cốt tủy của Đạo Phật và cũng là tinh hoa của nhân loại ở trái đất này do chính bác là người đã nắm giữ mạch nguồn Thiền Tông này. Này đã được công bố, phổ biến rộng rãi ra khắp Nam Châu để cho tất cả mọi người đều hiểu và thực hành cho đúng với lời Đức Phật dạy cách đây hơn 2.500 năm cháu đã hiểu và luôn cố gắng thực hành cho đúng, nhưng hiện nay quyển giáo lý của đạo Phật khoa học Thiền tông Việt Nam nói lên 100% sự thật nơi trái đất này vẫn chưa được công bố ra. Cháu nghĩ đây cũng chính là quyển giáo lý mà tất cả những ai tu theo đạo Phật hay không tu theo đạo Phật hay chỉ là một người công dân bình thường trong xã hội thì quyển giáo lý này đều mang lại lợi ích rất lớn cho mỗi con người trong thời đại văn minh như hiện nay và cũng là quyển giáo lý mà cháu luôn mong mỏi được xuất bản nhất. Do vậy, cháu xin hỏi bác, nếu như Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Chính phủ nhà nước Việt Nam không cho xuất bản quyển giáo lý này ra trước khi bác mất, thì bác có sự chuẩn bị nào hay có kế hoạch gì mang tính khả thi hơn để cho chúng cháu có thể tiếp cận được quyển giáo lý này không ạ, à, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 1 Nếu bác mất mà quyển giáo lý Đạo Phật Khoa Học Dược Lý Thiền Tông Việt Nam chưa được xuất bản Thì xem như quyển giáo lý Đạo Phật Khoa Học Dược Lý Thiền Tông Việt Nam này không có mặt ở thế gian này vậy Câu hỏi 2 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy Trường hợp sau khi bác mất, quyển giáo lý không được xuất bản ra Thì mãi mãi quyển giáo lý cũng không bao giờ được hé lộ ra nữa Có phải vậy không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 2 Đúng vậy Nếu bác chết mà quyển giáo lý Đạo Phật Khoa Học Dược Lý Thiền Tông Việt Nam chưa xuất bản thì xem như Nguyễn giáo Lý Đạo Phật có học vật lý thiền tông Việt Nam này mãi mãi không ai biết. Câu hỏi 3 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy Kính thưa bác, cháu biết rằng để làm một vị thiền tông sư đúng nghĩa như bác hiện nay là điều rất khó mà không phải ai ai cũng làm được. Vậy cháu muốn hỏi sau khi bác mất đã có một vị thiền tông sư nào mà bác và ban quản trị chùa hướng đến chưa ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 3. Hiện giờ bác đang tìm người kế thừa. Bác cũng mong rằng sẽ có người kế thừa bác được. Để pháp môn Thiền Tông học này không đoạn dứt. Câu hỏi 4 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy. Trường hợp khi bác mất mà vẫn không có vị thiền tông sư nào đứng ra giải đáp giống như bác thì chùa thiền tông Tân Diệu sẽ phải hoạt động như thế nào, cụ thể ra sao thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4. Khi bác mất mà vẫn không có vị thiền tông sư nào đứng ra giải đáp giống như bác thì chùa thiền tông Tân Diệu cũng vẫn hoạt động bình thường sẽ có những thiền tông sư giải đáp thiền tông vì bác đã chuẩn bị truyền thừa bí kiếp thiền tông cho một số người nối tiếp dòng thiền tông này rồi câu hỏi năm của cháu nguyễn thị bích thủy khi bác mất bác có để lại bí kiếp gì cho ban quản trị chùa không ạ à? bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi năm khi bác mất Bác có để lại bí kiếp Thiền Tông cho một số anh, chị em trong ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Câu hỏi 6 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy Sau khi bác mất, chùa Thiền Tông Tân Diệu có còn giải đáp các câu hỏi thắc mắc của Phật tử như trước đây nữa không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6 Sau khi bác mất, Chùa Thiền Tông Tân Diệu vẫn còn giải đáp các câu hỏi thắc mắc của Phật tử như trước đây. Vì bác đã chuẩn bị ban giải đáp Thiền Tông học kế tiếp này rồi. Câu hỏi 7 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy Sau khi bác mất, thì Chùa Thiền Tông có còn làm lễ truyền thiền cho các Phật tử, Phật gia Thiền Tông như hiện giờ không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 7 sau khi bác mất, thì Chùa Thiền Tông Tân Diệu vẫn còn hành lễ truyền bí mật Thiền Tông cho các Phật tử, trở thành là Phật gia, và vẫn phong Thiền Tông gia cho Phật gia bình thường. Câu hỏi 8 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy Kính thưa bác, cháu biết rằng hiện giờ bác còn đang khỏe mạnh, minh mẫn, sáng suốt, để trả lời tất cả những câu hỏi của tất cả mọi người rất thuận lý, thực tế và khoa học. Ngoài ra, bác còn bị biết bao nhiêu thế lực chống phá, chửi bác, ép bác phải giao lại chùa. Vậy, điều cháu muốn hỏi bác là sau khi bác mất thì chùa Thiền Tông Tân Diệu này có còn được tồn tại lâu dài? Ví dụ 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 8. Sau khi bác chết thì chùa Thiền Tông Tân Diệu có còn được tồn tại lâu dài hay không là do ban quản trị sau này. Nếu đoàn kết mạnh dạn thì còn. Nếu chia rẽ tranh giành thì không còn. Câu hỏi 9 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy. Kính thưa bác Hiện giờ bác còn trả lời tất cả những câu hỏi thắc mắc của chúng cháu trong việc tu học pháp môn Thiền tông này. Vậy khi bác mất rồi, nếu có thắc mắc thì chúng cháu phải hỏi ai cho đúng ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi chính. Khi bác mất rồi, nếu các cháu có thắc mắc thì chùa Thiền tông Tân Diệu có ban giải đáp những thắc mắc cho các cháu. Cháu đừng lo việc này. Câu hỏi 10 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy Thưa bác, những thế hệ sau này muốn tu theo pháp môn thiền tông thì phải tu như thế nào cho đúng, kính thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 10 Những thế hệ sau này muốn tu theo pháp môn thiền tông thì phải tu có hai dạng Một, nếu quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam được xuất bản thì mua hoặc xin quyển giáo lý này học và thực hành cho đúng thì tu đúng hai hoặc xem những câu giải đáp của bác còn trên mạng thiền tông com thì tu đúng không bị sai câu hỏi 11 của cháu nguyễn thị bích thủy thưa bác các cháu muốn tu thiền tông mà không sai thì phải tu như thế nào thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 11. Các cháu muốn tu theo thiền tông mà không bị sai. Thì từ bây giờ, các cháu hãy nghe những câu trả lời mà từ trước đến nay bác chưa nói ra. Thì các cháu tu thiền tông sẽ không bị sai. Câu hỏi 12 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy. Kính thưa bác, cháu biết tại chùa Thiền Tông Tân Diệu có làm mô hình đường về Phật giới để cho mọi người thực hành trước khi mất để không còn thấy sợ không bị lầm không bị dụ trước ba lần thử của hoa tiêu giả của thập loại thánh vậy cháu muốn hỏi bác mô hình này khi nào mới hoàn thành và có thể mở cửa để cho phật tử chúng cháu được vào trải nghiệm không ạ à? thưa bác mỗi phật tử thiền tông khi vào thử nghiệm mô hình này thì cần phải có những quy định hay điều kiện nào không thưa bác. Bác Nguyễn Nhân đã trả lời câu hỏi 12 như sau. Mô hình đường về Phật giới đã hoàn thành 90%. Khi hết dịch bệnh Covid-19 sẽ tiếp tục hoàn thành. Khi nhà nước cho sinh hoạt bình thường, các cháu muốn trải nghiệm ghi danh với ban trực tại chùa thì sẽ được vào trải nghiệm đường về Phật giới không điều kiện gì cả. Câu hỏi 13 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy. Kính thưa bác, cháu biết tại chùa Thiền Tông Tân Diệu sẽ xây bảo tàng để lưu giữ những văn, thơ, kệ và những gì đặc biệt có liên quan đến chùa để cho mọi người đến tham quan và tìm hiểu pháp môn Thiền Tông học này. Vậy cháu muốn hỏi bác, bảo tàng khi nào thì hoàn thành? và có thể cho mọi người đến tham quan học hỏi được không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 13. Khi bảo tàng được hoàn thành thì ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu sẽ thông báo cho các cháu biết trên mạng thientong.com việc tham quan tự do. Câu hỏi 14 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy thưa bác đường về phật giới công đức vô lượng đức phật dạy vị phật gia là còn bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới vậy dựa trên công thức cháu hiểu là khi trái đất quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới lúc này trái đất được nằm trên một trục đường thẳng để hoa tiêu có thể dễ dàng dẫn tánh Phật và khối công đức được điện từ dương đẩy về Phật giới phải không ạ? À? Chứ ở vòng hoàng đạo 2, 3, 4 thì không nằm trên một trục đường thẳng giống như ở trái đất nên mới không có con đường trở về Phật giới là vậy. Cháu hiểu như vậy có đúng không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 14. Cháu hiểu đường về Phật giới như vậy là chưa đúng trong bầu tam giới bầu hoàng đạo một có sáu hành tinh tứ đại có sự sống cũng giống như trái đất nam diêm phù đề mà chúng ta đang sinh sống trung tâm vận hành luân hồi của tam giới là trục của trung tâm tam giới nó không quay mới tạo thành một cái ống không quay chính cái ống không quay này là trung tâm vận hành luân hồi của tam giới đó Đầu Hút Vô Tam Giới cũng gọi là đầu Hút Bắc, được gọi là Hải Triều Âm. Từ Phật giới, kim thân Phật nào muốn vào trái đất của bầu Hoàng đạo một trong Tam Giới thì kim thân Phật đó phải canh chừng khi nào trái đất đó che ánh sáng mặt trời. Khi ánh sáng mặt trời được che hẳn rồi thì kim thân Phật này mới phân thân vào tầng bình lưu của trái đất và đợi ở đây rồi liên lạc với vị thần chủ trái đất, xin được gặp để làm việc. Khi vị thần chủ trái đất đồng ý, thì vị kim thân Phật này mới vào trái đất gặp được. Còn khi vị kim thân Phật muốn trở về Phật giới, thì cũng phải ra tầng bình lưu trái đất đầu nam đợi. Khi nào trái đất treo khuất ánh sáng mặt trời hẳn rồi, thì kim thân Phật vào trung tâm vận hành luân hồi đầu nam được điện từ dương đẩy ra ngoài tam giới, ra cửa hải triều dương trở về Phật giới. Còn các hành tinh cấu tạo bằng điện từ âm dương ở các bầu hoàng đạo 2, 3 và 4 không có hành tinh nào quay vào trung tâm vận hành luân hồi cả, mà duy nhất chỉ có 6 hành tinh. một Đông thắng thần châu. 2. Tây ngu quá châu. 3. Nam Thiện Bội Châu. 4. Bắc Cô Lôi Châu. Năm, Thượng Tu Di Châu. 6. Hạ Diệm Quang Châu. Sáu hành tinh này mới qua vào trung tâm vận hành luân hồi mà thôi. Câu hỏi 15 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy. Trong công thức đường về Phật giới, khi trung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi thì các phần như trung ấm thân nghiệp phước đức dương, nghiệp phước đức âm sẽ bị hút trở lại trái đất. Vậy cháu xin hỏi bác là ngay tại thời điểm này thì có xảy ra hiện tượng khác thường nào không ạ? À? Ví dụ như sẽ có tiếng ầm ầm gì xảy ra không hay có những tiếng rít lớn phát ra chẳng hạn? Thưa bác, mong bác trả lời giúp cháu ạ. À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 15 trung tâm vận hành luân hồi là cái ống của trung tâm tam giới đầu hút vào gọi là đầu bắc có tiếng rất lớn nên gọi là đầu hải triều âm vì sao gọi là hải triều âm vì tiếng lớn như sóng biển nên gọi là hải triều âm còn đầu đẩy ra trở về phật giới gọi là đầu nam cũng gọi là đầu hải triều dương tiếng đẩy về phật giới cũng lớn như tiếng hút vào nên gọi là hải triều dương. Câu hỏi 16 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy Khi trung ấm thân bị hút trở lại trái đất thì lúc này trung ấm thân có bị hoảng sợ hay có hiện tượng gì không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 16 Các Phật gia đã học trước rồi thì không sợ giống như mình mặc quần áo thế gian để sống với người thế gian khi mình trở về phật giới thì mình phải cởi quần áo của thế gian trả lại cho thế gian vậy mình trở về phật giới có kim thân phật thì phải mặc quần áo của kim thân phật gọi là quần áo pháp thân thanh tịnh mà trong kinh gọi là nhà pháp thân thanh tịnh Câu hỏi 17 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy Lúc này chỉ còn lại tánh Phật và khối công đức Vậy bác cho cháu hỏi Tánh Phật lúc này đang còn ở trong trung tâm vận hành luân hồi Có biết và sáng suốt như tánh Phật ở trong Phật giới không thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 17 Khi trung ấm thân và nghiệp thiện, nghiệp ác bị hút trở lại trái đất thì Phật nhãn của mỗi người đã trở lại như xưa chỉ còn tánh Phật và khối công đức tánh Phật được công đức bao xung quanh khi tánh Phật về đến Phật giới được điện từ quan trong Phật giới nhuộm công đức này biến thành hai thứ một bên ngoài tánh Phật là nhà pháp thân thanh tịnh tức quần áo của kim thân Phật Hai, bên trong nhà pháp thân tinh tịnh là kim thân Phật. Tánh Phật mang kim thân Phật này gọi là thành Phật. Kim thân Phật di chuyển có ba dạng. Dạng 1: Phân thân, tức tách ra một phần kim thân Phật thật nhỏ vào trái đất. Dạng 2: Ứng thân, tức tách ra một phần kim thân Phật thật nhỏ để hiện ra nơi nào đó dạng ba hóa thân tức tách ra một phần kim thân phật thật nhỏ để biến hóa ra nơi nào đó nhiệm vụ của một vị kim thân phật vào bất cứ hành tinh tứ đại nào có loài người sinh sống đang khi pháp môn giải thoát của vị phật cho công bố ra vị phật có nhiệm vụ đến rước các tánh phật có công đức trở về phật giới Câu hỏi 18 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy Khối công đức lúc đang còn ở trong trung tâm vận hành luân hồi của tam giới có hình dạng như thế nào thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 18. Khối công đức lúc đang còn ở trong trung tâm vận hành luân hồi của tam giới không có hình dạng mà là một luồng sáng thôi. Nếu công đức nhiều thì luồng sáng dài, nếu công đức ít thì luồng sáng ngắn, chỉ có vậy thôi. Câu hỏi 19 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy: Nếu như có hình dạng là một nguyên tử sáng và nguyên tử sáng này có kích thước lớn hay nhỏ là tùy vào khối công đức của người này, ít hay nhiều khi con người ở trái đất này, cháu nghĩ vậy có đúng không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 19. Tất cả những gì mà cháu suy nghĩ về công đức hoàn toàn không đúng vì sao đức phật dạy suy nghĩ của con người là cái suy nghĩ của vô minh tức không sáng thì làm sao đúng được câu hỏi 20 của cháu nguyễn thị bích thủy trong công thức đường về phật giới ở trường hợp 2, công đức và phước đức bằng nhau nếu phật gia không phát ra được pháp trần thì phải qua ba lần hoa tiêu giả thử của thập loại thánh vậy cháu muốn hỏi bác là cháu thấy bác nói rất rõ ràng và chi tiết cách để nhận biết hoa tiêu giả ở lần thứ nhất nhưng cháu không thấy bác nói chi tiết và rõ ràng về cách thử và nhận biết hoa tiêu giả ở lần thứ hai và lần thứ ba của thập loại thánh sẽ diễn ra như thế nào Bác hãy nói rõ hơn phần này cho cháu và mọi người tu theo thiền tông được hiểu rõ hơn không ạ? À? Cháu xin cảm ơn bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 20. Trường hợp hai này, cháu chỉ cần biết căn bản như sau. Thì hoa tiêu nào thật, hoa tiêu nào giả? một Căn bản hoa tiêu là màu vàng, nhưng trong màu vàng nếu có các màu đen xanh hay đỏ vân vân đó là hoa tiêu giả còn hoa tiêu thật thì màu vàng sáng trong không có bất cứ màu gì ở trong hoa tiêu này là hoa tiêu thật hoa tiêu ở trong vòng 5 km tính từ mặt đất trở lên là hoa tiêu của các vị thánh năng thang làm ra đó là hoa tiêu giả Hoa tiêu vừa xuất hiện Có hình vị Phật xuất hiện theo Là hoa tiêu giả Hoa tiêu xuất hiện ngoài 10 km Cách mặt đất Là hoa tiêu thật Hoa tiêu xuất hiện từ hướng trên hư không Là hoa tiêu của vị Phật thật Hoa tiêu xuất hiện từ hướng trước mặt mình Là hoa tiêu giả Câu hỏi 21 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy theo cháu hiểu, để phân biệt được hoa tiêu thật và hoa tiêu giả thì trung ấm thân phải hiểu là hoa tiêu thật của một vị Phật thì không phát ra tiếng nói để dụ dỗ trung ấm thân, không làm bất cứ hành động gì mà chỉ hiện ra hoa tiêu thật khi trung ấm thân đã bay ra khỏi trái đất 10 km với hình dạng hoa tiêu là một hình tròn to có màu vàng sáng và trong suốt hoa tiêu giả của thập loại thánh thì phát ra tiếng nói để dụ dỗ trung ấm thân đi theo, xưng ta là Phật này, Phật kia. Hình dạng hoa tiêu được biến đổi khác nhau như lúc thì mờ, lúc thì đục, lúc thì trong qua ba lần thử khác nhau, nhưng không bao giờ sáng và đẹp bằng hoa tiêu thật của một vị Phật. Cháu hiểu như vậy có đúng không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 21. Đúng rồi, câu này cháu hiểu chính xác. Câu hỏi 22 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy. Kính thưa bác, ở trường hợp 3, công đức ít, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều, thì trung ấm thân sẽ bị ba thế lực nắm kéo dằn co. Vậy một lần nữa, bác có thể nói rõ cho cháu biết về hiện tượng dàn co này là như thế nào không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 22. Dàn co là như sau. Trung ấn thân này chia ra ba góc, có ba màu. Một là màu đỏ, vị thần quản lý nắm. Hai là màu xám đen, vị thập đội thánh nắm. Ba là màu xanh, họ tộc nắm Một, vị thần hỏi, trung ấm thân muốn trở về Phật giới hay muốn đi hưởng phước? Hai, vị thập loại thánh nói, trung ấm thân đừng trở về Phật giới, buồn lắm, ở lại trái đất này hưởng phước vui hơn, có nhà cửa nhiều, có xe cộ nhiều, đủ thứ trò chơi, vân vân. Ba, họ tộc của trung ấm thân nói con đừng bỏ ông bà cha mẹ về với ông bà cha mẹ đi con họ tộc vừa nói vừa khóc ba thế lực này dằn co như vậy nếu trung ấm thân thật sự muốn trở về phật giới thì bất ngờ la lên một tiếng cho thật lớn buông tập đội thánh và họ tộc buông Vị thần quản lý liền nắm trung ấm thân ném ra ngoài trái đất là trung ấm thân đã thoát ra ngoài tay của thập đội thánh họ tộc. Nếu chưa ra ngoài trái đất 5 km thì sẽ có các loại thập thánh theo làm qua tiêu giả để dụ trung ấm thân. Còn ra ngoài trái đất 5 km thì các loại thập thánh không làm qua tiêu giả để dụ trung ấm thân nữa. Câu hỏi 23 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy. Kính thưa bác, bác có nói rằng bất cứ ai muốn trở về Phật giới thì phải đợi huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông được công bố ra thì mới biết con đường trở về Phật giới được. Vậy cháu muốn hỏi bác là Đức vua Trần Nhân Tông cũng chưa được trở về Phật giới, nhưng sao mọi người gọi ngài là Phật Hoàng Trần Nhân Tông vậy, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 23. Đức vua Trần Nhân Tông là vị tổ thiền tông đời thứ 34. Chính Đức vua Trần Nhân Tông Độc quyền ký của Đức Phật, bí mật truyền theo dòng thiền tông, Đức vua mới ngộ đạo. Tất cả các vị tổ thiền tông, vị nào cũng có công đức hết những di tổ được hai đặc quyền một khi xong nhiệm vụ muốn trở về phật giới thì có vị phật từ phật giới phân thân vào trái đất rước về hai khi xong nhiệm vụ muốn tiếp tục theo dòng thiền tông thì theo được ân huệ như sau được vị phật phân thân theo giúp đỡ hoặc được vị thần kim cang theo giúp đỡ Câu hỏi 24 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy: Nếu Đức vua Trần Nhân Tông muốn trở về Phật giới thì ngài phải đầu thai trở lại làm người ở trái đất này và tu theo pháp môn Thiền tông được công bố ra, đồng thời biết được đường về Phật giới thì ngài mới trở về Phật giới và thành Phật được. Cháu hiểu như vậy có đúng không thưa bác? Mong bác trả lời giúp cháu ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 24. Như bác đã trả lời câu vừa rồi. Thì tất cả các vị tổ Thiền tông, vị nào cũng đã có công đức hết. Muốn trở về Phật giới thì được vị Phật phân thân vào Trái Đất rước về. Còn vị nào muốn tiếp tục nhiệm vụ thì tiếp tục đầu thai lớn lên làm nhiệm vụ. Các tổ không phải sanh thường như chúng ta. Câu hỏi 25 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy: Đức vua Trần Nhân Tông chưa được trở về Phật giới mà sao mọi người gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 25. Cháu phải biết, một vị mà làm vua mà dám bỏ ngôi vua lên núi tu chỉ một phần này thôi Người dân thường mà còn không làm được Một vị vua mà làm được Đi tu theo đạo Phật nữa Cũng đủ cho người dân gọi Ngài là Vua Phật rồi Uống chi Đức vua Trần Nhân Tông Là một vị vua Đã khai ngộ và nhập được tri kiếm Phật của mình Thì danh từ vua Phật Cũng xứng đáng lắm Cái đặc biệt của Phật Hoàng Trần Nhân Tông Là Ngài dám treo bản đề câu nếu nhân dân không tin trẫm ngộ đạo Phật thì cứ đến hỏi tự do về đạo Phật. Ở trên đời này có thầy tu hàng một trăm tuổi mà còn không dám để câu như vậy. Mà vị vua dám để câu như vậy, ai lại không kính nể? Gọi ngài là vị vua tu thành Phật, Phật Hoàng. Hơn nữa, vua mới có 45 tuổi, sức sống còn mạnh khỏe, mà lên núi tu nên gọi ngài là Phật quang, rất đúng. Câu hỏi 26 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy. Kính thưa bác, vừa rồi bác có trả lời câu hỏi cho chị Thu Hồng, bác có nói tất cả các đạo khác được lập ra ở trái đất này thì rất dễ, nhưng chỉ có đạo Phật được lập ra ở trái đất này thì lại rất khó. Vì sao lại có điều đặc biệt này thưa bác? Mong bác trả lời giúp cháu ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 26. Bác không trả lời cho cháu câu hỏi này được. Vì sao? Vì cháu chưa đủ đô để hỏi câu này. Cháu muốn biết câu này, thì cháu phải tìm đủ 20 người hỏi câu này. Thì bác sẽ trả lời cho. Câu hỏi 27 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy. Bác có nói, riêng đạo Phật khoa học vật lý thiền tông ở trái đất này thì 10 vị Phật ra đời, chỉ có hai hay ba vị Phật công bố ra được pháp môn này mà thôi. Cháu thấy rất lạ và rất đặc biệt. Vì sao? Cũng đều là vị Phật toàn năng toàn giác như nhau mà trong 10 vị Phật ra đời chỉ có hai hay ba vị Phật công bố ra được pháp môn đạo Phật khoa học vật lý thiền tông này vậy thưa bác xin bác giải thích cho cháu hiểu được không ạ à? cháu xin cảm ơn bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 27. Câu này và câu vừa rồi bác sẽ trả lời nếu có 20 người hỏi. Cháu thông cảm cho bác. Câu hỏi 28 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy. Kính thưa bác một người tu theo pháp môn Thiền tông, nếu trong đợt dịch Covid này, hay nói cụ thể là trong kiếp nạn của nhân loại thì có bị ảnh hưởng gì không thưa bác? Nếu như chẳng may người tu Thiền tông này bị nhiễm bệnh Covid và qua đời do dịch thì người này chết sẽ đi về đâu ạ? À? Kính thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 28. Nếu người tu Thiền tông mà bị nhiễm bệnh covid và qua đời. Có công đức trở về phật giới, không công đức trở lại họ tộc tái sanh làm người tu tiếp. Còn nếu làm chuyện khác thì theo nhân quả. Câu hỏi 29 của cháu Nguyễn Thị Bích Thủy. Kính thưa bác, cháu hiểu rằng Tánh người có 16 thứ tánh như thọ, tưởng, hành, thức, vân vân. Trong đó có hành tức hành động. Tánh Phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ như thấy, nghe, nói, biết. Cháu nghĩ rằng tánh Phật muốn thực hiện một việc gì đó thì tánh Phật cũng phải hành động thì việc đó mới thực hiện được. Vậy, bác cho cháu hỏi là hành, tức hành động có nằm trong tánh Phật không, kính thưa bác. Trên đây là những câu hỏi của cháu kính gửi đến bác, rất mong bác trả lời giúp cháu ạ. À. Cháu thành thật cảm ơn bác nhiều. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 29. Cháu học Thiền tông thì phải hiểu căn bản như sau. Một tánh Phật từ Phật giới vào trái đất mượn thân và tánh người tạo công đức. Ở thế gian này không ai biết công đức là gì. Như vua Lương Võ Đế cất 72 ngôi chùa to, còn chùa nhỏ thì không tính hết được. Thế mà nhà vua không biết công đức là gì. Các vị tu hành có bằng cấp rất cao mà cũng không biết công đức là sao. Thì người bình dân làm sao biết công đức được mà tạo Hai Tánh Phật từ Phật giới Vào trái đất mượn thân và tánh người tạo công đức Có ai dạo tạo công đức đâu mà tạo Ba Thân người là tứ đại dương hợp mới có Là vô tri Bốn Tánh người là do điện từ âm dương cuốn hút thân tứ đại Phát ra 16 thứ tánh 5. Hành của tánh người đứng vào hàng thứ ba. 6. Tánh Phật chỉ thấy, nghe, nói, biết mượn thân và tánh người tạo công đức. Nhưng công đức không ai dạy nên tánh Phật mượn thân và tánh người hành mà không biết đúng hay sai. Vì vậy, tánh Phật điều khiển thân và tánh người hành theo cái tưởng của tánh người bảy ở trái đất này thân người hành động gì đều bị nhân quả theo luật quay âm dương của trái đất nếu giải hết ý nghĩa chữ hành này thì rất là dài bác cảm ơn cháu đã hỏi